Review son dưỡng DHC không màu. Nhắc đến son dưỡng chất lượng trên thị trường hiện nay, chúng ta có thể liệt kê rất nhiều như Dior, Camé, Inisee, DHC. Nhưng chắc chắn có thể nói son dưỡng DHC là dòng son được ưa dùng nhiều hơn cả. Vài nét về thương hiệu DHC. DHC là thương hiệu mỹ phẩm bình dân nổi tiếng của Nhật Bản. Các sản phẩm của hãng được đánh giá cao và phân bố rộng rãi ở rất nhiều thị trường khác nhau bởi chất lượng và hiệu quả tốt, cùng với đó là một mức giá khá là vừa túi tiền của nhiều người. DHC quen mặt với các chị em Việt Nam qua các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp như viên uống làm đẹp, các loại thực phẩm chức năng và dòng son dưỡng đặc biệt được yêu thích của mình. Hiện tại, DHC đã đem đến với người tiêu dùng nhiều dòng son dưỡng môi khác nhau, nhưng ba dòng phổ biến nhất là son dưỡng không màu DHC Medical Lip Cream, son dưỡng có màu DHC Color Lip Cream và son dưỡng chống nắng DHC UV Moisturizer Lip Cream. Mình đã từng dùng loại không màu của DHC nên sẽ review về dòng DHC Medical Lip Cream. Thành phần. Đa phần thành phần của son dưỡng DHC không màu đều có xuất phát từ tự nhiên và có khả năng dưỡng ẩm, làm môi mềm mịn khá là tốt, nổi bật như thành phần chính là dầu olive nguyên chất, nuôi dưỡng từ sâu bên trong, giúp môi tránh khỏi hiện tượng khô khốc, nứt nẻ, hạn chế được tế bào chết trên môi. Lá lô hội, cam thảo, giúp môi được bảo vệ tốt khỏi các nhân tố gây hại. Rễ cây nhân sâm, có tác dụng cung cấp một lượng lớn dưỡng chất cho môi, làm môi trở nên hồng hào và tự nhiên. Vitamin E, giữ cho môi luôn có độ mềm và mọng nhất định khi sử dụng. Đặc biệt son dưỡng của DHC luôn nói không với hương liệu, phẩm màu, paraben để hạn chế sự kích ứng từ mỹ phẩm đến với người dùng một cách tối đa nhất. Thiết kế bao bì của son dưỡng khá xinh, màu hồng nhạt khi tên nhãn hiệu, nhỏ gọn và có thể để trong túi xách, tiện lợi, phần tay vặn trơn tru và không quá lỏng và dễ rớt nắp như nhiều loại son dưỡng khác. Chất son sáp, màu vàng nhạt, chất mịn và khá là trơn, son cũng không có mùi quá ngọt hay hắc của hương liệu. Điểm nổi bật, son dưỡng không màu nên đem lại cảm giác cho dễ chịu và giúp môi giữ được màu tự nhiên của mình. Chính vì vậy, son dưỡng sẽ phù hợp với nhiều đối tượng lứa tuổi khác có nhiều nhau sử dụng. Khả năng dưỡng ẩm tốt, son cung cấp độ ẩm cho môi một cách tối ưu, giúp môi luôn căng bóng, mềm mại cho dù thời tiết có hanh khô hoặc môi điều hòa máy lạnh hàng ngày ở mức độ thường xuyên. Với bảng thành phần chính là các nguyên liệu đến từ tự nhiên nên sẽ hạn chế tình trạng kích ứng, nổi mẩn hay mụn nước cho những đôi môi nhạy cảm nhất, đảm bảo an toàn khi sử dụng tối ưu nhất. Đặc biệt, bạn sử dụng son dưỡng DHC thường xuyên, nhất là vào lúc trước khi đi ngủ sẽ hạn chế được tình trạng thâm môi do sử dụng son lì cả ngày hoặc môi bị thâm ở mức độ nhẹ sẵn nhờ vào tinh chất olive và lô hội. Môi bạn sẽ lấy lại được các sắc tố vốn có và trở nên hồng hào. Son dưỡng không màu DHC còn có tác dụng tẩy tế bào chết khá là tốt. Bạn sẽ không còn gặp tình trạng môi chóc. Không những đường vân môi sẽ biến mất mà son dưỡng sẽ giúp môi đánh son sẽ đẹp, tạo cảm giác mịn và lì hơn rất nhiều. Ngoài ra, bạn có thể dùng như lớp son lót. Bạn đánh một lớp son dưỡng không màu DHC lên trước khi sử dụng son lì sẽ giúp son lì bám lâu và đẹp hơn. Không chỉ bảo vệ môi tốt hơn mà còn giúp lớp son lên màu chuẩn và đẹp hơn. Quả thực là một cây son dưỡng rất đa dụng. Giá thành khá bình dân với dung tích cũng khá nhiều, có thể sử dụng được lâu. Nhược điểm, dòng son dưỡng này đa phần không có khuyết điểm ngoại trừ việc son khá nhiều dưỡng nên nếu muốn apply son lì thì bạn phải mất khá lâu. Đây cũng là sản phẩm rất phổ biến nên dễ gặp tình trạng làm giả làm nhái rất nhiều. Nhiều nơi làm hàng thủ công nhưng lại nói là sách tay Nhật, bán giá cao hơn chất lượng rất nhiều. Son dưỡng này không có công dụng nhiều trong việc làm hồng đối với những bạn môi thâm lâu năm do cơ địa. Bạn có thể mua son dưỡng DHC chính hãng tại link bên dưới.